và chiếc bao bè chúng ta đặt sườn vậy tiếp nối chương trình giao lưu văn nghệ của người thích dân mình đi và chúng mày sẽ mới đội văn nghệ phụ nữ bản lang không và sau một mai xe điệu nhảy thần thường và gặp sau này mới và bao bè chúng ta đây nhớ sườn từ tâm hồn chúng ta vâng xin được trân trọng kính mời đội văn nghệ chiều hội phụ nữ bản là vâng qua bài múa tiếp tục múa điệu nhảy thân thương trân trọng kính mời bên cạnh đó ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời trưởng ban tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay chúng ta sẽ mời tới toàn thể quý vị đại biểu sẽ cùng nhau uống rượu cần chung vui với bản là chúng tôi trân trọng kính mời